sử dụng nó sai rồi. Không có này đẹp này. Cái này vết này này. Anh chọn đi, anh cứ chọn thích cái nào anh chọn đi. Hả? Nhưng cái này đẹp hơn. Không, 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 không. Anh có thể tóm lại là mua một cái tốt thì về để nấu cơm anh em con qua lại nhiều nó trục trặc cho nó quyết. Còn cái này lít mấy nhỉ? Còn 1 lít anh. Ui giời, 1 lít thì 1 lít thì được mấy em? 1 lít thì còn 4 đến 6 người. 1 cân gạo. 1 cân là mấy bò? 3 bò. 1 bò là khoảng hơn 3 lạng thôi. 1 lít này nấu được 3 bò à? Nói chung là nhà anh xóm người anh ăn chả hết. Cái nồi này hạt nó sẵn cơm. Nấu nói chung là khi nào nhà 8 người thì ăn có thể thiếu, nhưng mà nhà 6 người thì ăn bình thường. Nhà mình là bình thường là mua một bình thường này vẫn nấu 1 lít 8. Quên đâu mấy, quên tôi gọi điện cho hỏi không. Anh thử cắm kia chưa? Hả? Con nó nấu thử luôn không? Đây các cái tờ anh ghi đây cái tờ nhận sử dụng này. Có cái nào lít 8 không? Lít 8 này. 8 to thì lít 8. Không được anh chứ, tám không cần dùng hết đâu. To lắm vì thực ra là mình dùng thời gian nhiều chứ. Nhà mình bình thường là bình thường nấu khoảng 2 bò. Nhà em 5 người em không bao giờ tôi lập quán được cái nồi này 5 người. Không, tức là nấu khoảng 2 bò gạo đấy bình thường. Cái này phải nấu mấy bò? Cái này 3 bò đấy. Còn này nó AI ấy. Thế từng nhà mình đây thì một con đâu? Chơi nhà bác ấy. Không xanh in đâu. Nó đủ loại nồi là ai mà in hết được anh? Nó chỉ có bản in tổng thể đúng không? Như là nó cứ ghi thôi. Vì những cái này nó không riêng từng cái. Muốn làm chi tiết cho anh nó dễ dùng. Một cái máy giặt, một cái máy rửa bát là tóm lại đẹp, đẹp tí là khoảng bao nhiêu tiền? 7 triệu. Dùng 7 triệu là đến là được đấy hả? Vâng. Rửa được mất bao nhiêu lít nước nhỉ? Khoảng 8 đến 12 lít. Và thời gian bao lâu? Thời gian nó tùy, tức là anh mà không nếu mà không tức là không hèn sấy thì nó rơi vào khoảng 65 phút. Tóm lại cứ ăn xong là tống vào đấy rồi về khoảng cứ kệ nó. Không, tức là cái tức là cả dừa cả sấy cả nó chỉ là hơn 2 tiếng. Tầm nó, 2 tiếng. Nó rơi vào khoảng 80 phút thôi. 80 phút. Và nhóm mình dừa không. Tại vì nó có chế độ sấy 60 phút, tức là khô hết, tức là mở ra, tức là trong bát không còn một tí nước nào cả. Ông cứ thử cái này cho xem. Cơm trắng, cơm khô, cơm đỏ lức luôn. Đấy. Có điện vào chưa? Chưa có điện rồi. Xong thử đi. Máy đang ghi đang ghi cái mã để cho anh sử dụng trước. Anh mới thử. Tôi đang ghi cái các chế độ đấy. Nó có cả chế độ. Nó nhiều, anh về anh tìm tiếp, nó nhiều chế độ. Cái nồi AI này nhiều chế độ lắm. Không có cái thìa xúc cơm. Đấy, đến cửa khẩu lấy cái trộm hết này. Chả biết đâu nhưng mà đến cửa khẩu là lấy. Cửa khẩu đâu? Cái này nước nó có ra đây. Có ít ạ. Xong rồi nó mồ hôi thôi. Xong rồi cái loại nồi nấu kiểu này nó đỡ. Cái nồi này bây giờ nhiều chế độ lắm, anh chỉ cần chế độ nấu cơm thường gạo nếp rồi cơm nấu lức rồi nấu cháo nấu thôi. Cơm thường nghĩa là có một chế độ cơm. Sau này hạn giờ rồi
bốn người thoải mái đúng không? Bốn người rất là thoải được. Nấu được ba bò này. Bởi vì gia đình nhà bốn người mà anh đi làm gần một cân gạo thôi. Thì bình thường nhà tớ chỉ có khoảng bò rưỡi, là các ông chẳng biết bao nhiêu người nha. Nhà anh bốn người mấy người? Bốn người. Bốn người nhà anh chỉ cần nửa nồi là ăn thoải mái. Thế mà bình thường là nấu một bò miệng mà. Đây cái này tức là bây giờ tắt ra mắt đi cho mình là nấu thường ấy nhá. Tức là đây này. Ở cái tam giác này là nấu thường này nhá. Còn sang bên này thì nó hơi khô một chút, tức là cơm hơi khô nhưng mà tức là em ghi đây rồi. Tức là bên này thì hơi mềm một chút nhưng mà không phân biệt đâu. Tức là cái độ chênh lệch nó ít. Nó không phân biệt được. Tức là tùy vào anh đổ nước nhiều hay ít thôi. Còn đây là tắt này. Cái phím này em ghi đây này. Đây này, cái này này. Cái này là gạo không vo này, tức là cái khi nào mà không phải không vo, cái nồi nó tự vo mình. Rồi. Alo. Sắp về rồi. Ừ. Đang đi ra lấy nồi cơm. Đây này, hiện cái này mà bây giờ. Anh thì cần để em nấu cơm. Về rồi. Còn thường cơm gạo. Ôi thật bây giờ mới đang ở chỗ làm, nấu cơm ngay chỗ làm. Nhiều chế độ. Thấy anh bảo có nồi cơm đẹp, tôi chụp ảnh, tôi xin ý kiến thì tôi thật một câu. Cái này là nấu cháo này. Đâu như nào? Bắt đầu này, coi như là bình thường này. Bây giờ anh cắm điện vào nha. Tức là nó mặc định cho mình là nấu cơm thường rồi. Nhưng phải bật biết hay không? Tức là cắm điện vào phát là nhấn này thôi là nấu. Đấy. Nấu. Tức là cơm chín phát nó chuyển về chế độ ủ là có cái phím vàng này. Viên chín vàng bên này như này là nấu rồi. Thế rồi tức là khoảng rơi vào khoảng 50 phút là chín phát nó chuyển về chế độ ủ thôi. Tức là khi nào ủ rồi, khi nào xong tức là ăn cơm là anh tắt đấy thôi. Tắt đưa ăn cơm, còn không mà bật ăn mà để gần nhà thì nên để đấy luôn được, không sao cả. Đấy. Còn cái này là gạo không vo này, tức là anh cho gạo vào ghi rồi. Tức là anh cho gạo vào phát là nó sôi nó tự trào ra ngoài nó bẩn. Nhưng mà gạo sạch bên Nhật thì có gạo sạch, tức là nó trào ra không sao cả, chứ gạo của mình thì nên vo sạch. Thì cái này cũng không dùng, còn cái này là menu, tức là để chọn cả cái chức năng như thế này. Đấy thì em ghi này, tức là cái hàng đầu tiên mình không dùng, rồi sang hàng thứ hai tức là nó có bốn hàng tất cả này. Bắt đầu là dưới này là phong bột là nấu nhanh này, chuyển vào đây. Tức là nấu nhanh thì nó rơi vào khoảng đây, đều chuyển đến đây. Đấy, tức là đây là phong 1 nha, cái hàng thứ hai này phong 1 nha. Tức là rơi vào khoảng 25 phút. Nhưng mà nấu nhanh thì cơm nó không ngon bằng tức là nấu thường. Nấu nhanh tức là anh chọn cái chế độ này, tức là nó không có chế độ ủ. Tức là nó không làm mềm gạo trước. Rồi. Còn mà tức là anh nấu thường thì là anh cho vào tức là khoảng 15 phút đầu nó không có sôi đâu. Tức là nó chỉ cấp lượng nhiệt khoảng 35 40 độ vào thôi, nó làm cho gạo mềm trước. Rồi. Đấy, tức là sau 15 phút nó bắt đầu hơi nó lên thì cơm nó ngon hơn là nấu nhanh. Đấy, tức là nấu nhanh thì là lúc nào anh vội vàng thôi thì anh cần thôi. Rồi. Tức là về như kiểu là cần ăn luôn ấy thì anh chọn này. Tất nhiên là không ngon bằng. Sau là chọn bấm tiếp như nhá. Tức là sau lúc chọn nấu nhanh phát thì anh nấu chọn bên này. Tức là chọn nấu. Tức là chọn menu xong chọn chế độ. Vâng, chọn xong chế độ thì nhấn này. Đây, đấy, sang bên này là gạo không vo này. Các chế độ. Đây thì em ghi này số 2 này. Tức là gạo hạt trộn ấy, tức là hạt to hạt nhỏ nấu với chức năng này. Còn thứ 3 bên này này, đây là tiếp tục này nhá. Là vẫn ấn cái menu. Vâng, đúng rồi, tức là cái này là nấu sushi hoặc là nấu xôi. Rồi. Tức là hơi khô một chút mà. Rồi. Sang bên này là ninh xương và hầm. Rồi. Ninh xương hầm là số 4 này. Rồi. Thì em ghi chỗ này là cháo và hầm này nha. Rồi tiếp tục là gạo nâu này. Rồi. Đấy, gạo lứt này. Rồi. Còn mấy gạo trên này tức là ủ mầm biết hoặc rán bánh biết thì mình không quan tâm. Rồi. Đấy. Thế thôi. Còn anh tắt cái là nó mặc định về đâu? Nó mặc định cho mình là nấu cơm thường. Thế là nếu bình thường. À. Không chọn chiếc gì cả. Đúng rồi. Vo gạo xong tống vào đây. Vâng. Bật cái này lên. Không cần bật tức là cắm điện vào thôi. Ừ. Cắm điện vào là anh nấu này luôn, cho gạo vào cắm điện vào bật cái này luôn. Đây là xong. Đấy, là xong. Thế nó đến bao giờ chín thì chín. Vâng. Chín thì nó chuyển về cái nút ủ vàng thế này. Đây là như này này. Đấy. Nó chín vào nó chuyển về nút vàng này. Còn tiếp tục là nếu mà lúc nấu thì là chỉ có đèn này đỏ. Vâng, đúng rồi, chỉ đèn nào đỏ thôi. Chứ đèn này không có. Đúng rồi, tức là khi nào cơm chín thì nó chuyển về đèn này. Ừ. Còn tức là giả sử mà cơm nguội nhá. Bây giờ anh đang còn cơm nguội trong này, anh cắm điện vào thì anh bấm nguyên nút này lên là nó ủ. Đấy, tức là khoảng 5 phút sau là nó nồi nó ấm lên. Tức là bây giờ đang có cơm rồi, muốn ăn nóng lên thì ấn mỗi phát này thôi. Nhưng mà theo em thì là tức là đang còn cơm thì anh cứ để điện thế thôi. Rồi. Anh không rút điện, tức là để thế tức là tự ủ. Chứ bây giờ cái nồi này nha, kín lắm. Tức là nó không có hơi ra được đâu. Mà anh mà rút điện ra nhá là nó nhanh hỏng cơm lắm, nó chỉ khoảng trong một ngày thôi. Nhưng mùa đông thì không sao, nhưng mà mùa hè trong một ngày là hỏng cơm, tại vì nó không có không khí vào mà. Nó không hở như nồi của mình. Nó kín lắm.
nó không hở được, nên là hỏng cơm anh cắm điện vào. Thì tôi quan tâm đến cái việc ấy, tôi mới để ý cái doanh của ông. Đúng rồi. Còn bây giờ em thử cho anh cái chế độ nấu nhanh này, hơi lên nhanh không biết nào. Thôi được, nấu nhanh thì hỏi sau, tôi tóm lại là nếu mà trục trặc thì em đến đây là chỉnh sửa. Vâng vâng, mà... không, em đảm bảo là không trục trặc gì cả. Tại vì em nấu thử rồi mà. Đã sửa chữa thì chưa? Rồi nguyên đan nguyên kiện nguyên bản mà thì. Đấy, thì anh em bây giờ ở đây tôi làm gần đây nó gần ở đây nó chưa là sửa chữa gì được rồi. Nói chung là mà có vấn đề gì tức là em phải chịu trách nhiệm cả. Ừ. Đấy. Viết cho cái giấy mấy cái cục đâu, cục lưu an đâu. Tối về gì này? Không có chưa? Cục nguồn ấy. Đây, có đây cho. Nguồn đây. To thế rồi. Bởi vì cái nồi cơm này nó cái công suất của nó một tầm 1200 nên mình phải dùng cái lưu an tầm 1000, tức là trên 1200. Anh làm về điện mà anh nên là để yên tâm. Bỏ cái từng này thôi. Làm cái cục bé lên được không? Không, bé nó không đủ sức nó chạy được. Tức là đây nó phải ghi đây này này. Đây phải 1500 này, nó có 1000 này. 1200 này, thậm chí nó có 500 cơ. Nhưng mà không dùng được. Nhưng mà con là 1000 nó được 1200 được không? Không, con này phải là 1500, tức là mình phải chọn nó dư ra khoảng 15-20%. Bên này là 120V này thì em bịt cái này lại. Tại vì cột chuẩn của nó là có 100V thôi. Alo. Bịt cái 120 lại, tức là mình chỉ dùng cái này. Nó có hai lỗ mà. Vâng, đúng rồi. Có đây là cái nó ghi công suất cao này này. Có nào nó thế ghi vào đây. Cục này bên nó còn hàng thái phòng ấy, nhà đâu anh ạ? Đây 100V và 1240W này. Đấy, thì là tức là mình chọn nó dư ra phải lên 1500. Còn bây giờ bảo là 1200 là chạy nó cứ ù, là nó quá tải cái nó cứ ù ngay. Dạ. Cái gì anh? Cái đời của nó cái sản xuất năm. Đấy, có những con này là toàn 2011 hết ạ. Vâng, anh ký số thế bây giờ của anh cả cái kia nhá, nếu mà chặt cái thì anh em mới chỉ cho anh nhá. Nói chung là chưa bao giờ nó bị được. Không tức là vấn đề là cái những cái này là em thử rất là cẩn thận rồi cơ. Đồ này là mình nếu chọc chặt ai muốn không nên mua. Anh có thời gian thì cắm cho anh xem đợi của tổng 15-20 phút. Thì như này thôi. Đây cắm luôn thằng này, vì cắm luôn thằng này này, mình cắm thằng kia. Thằng này thì mình đang dùng kia, đang là đang nó đã sắp phôi lên rồi. Thằng này dùng cái kia cho nó chạy. Thử cái này cho anh thôi, thử cái này. Điện vào bình thường. Cái đây là trong mấy lít bằng nồi này. 036. Cũng 1 lít. Đấy. Cái đấy thì bao nhiêu tiền? 620. Con này thì khoảng 1.6 triệu. 379. Con này ruột nó không đẹp bằng. Vâng. Ruột đẹp nó với 2.5 triệu. 2.6 triệu. Bây giờ anh xem nồi này nó khác gì nồi mới đâu. Ồ, quên tiên là cài anh cái giờ luôn được. Bây giờ phải về đóng vào kia xong rồi phải dán chặt lên luôn. Vâng đúng ạ, tức là đánh được hợp nhầm điện anh nhá. Cái này là nhầm mà rất là nguy hiểm. Nhầm phí lắm. Nhầm phí lắm bây giờ thì đi. Rồi có cái con mua cái mới thì tôi cũng là điện tôi đang giám sát. Anh thì không lo nhưng mà như vô tình là người khác ấy. Thôi cắm lại mình cắm cố định để cho nó. Cái nồi nhà nó chóc nhẹ lắm. Bên đây là hẹn giờ này. Đây có một nút là đây là hẹn giờ của này. Hẹn giờ này. Cái này là giờ này. Nghĩa là chọn giờ tăng giảm. Vâng, tăng giảm được. Mình chắc không chẳng hẹn giờ. Đấy, hơi lên anh nha. Đấy. Tức là đảm bảo không xì được chưa. Nhưng mà cái này hơi lên này. Tức là thường thường tức là những cái nồi mà gióng nó không tốt là nó xì xung quanh này. Nhưng mà chỉ được một thời gian thôi, tức là cái này nó là phần cơ mà. Thế cái mơ là nó xì xung quanh. Hả? Cái mơ là nó xì. Tức là do mình sử dụng đấy, tức là mình mà dùng nhiều quá hoặc là gì đấy thì chờ một tuần sau nó xì. Sau này xong nhé, nó đánh vô làm nhé. Hay đánh hết rồi. Đúng. Tuần sau nó xì thì là. Tức là răng lắm của răng nó đẹp như răng này đâu. Tức là răng cực kỳ đẹp rồi. Bây giờ anh đổi em sửa cái nồi của em này là xì nồi này được cơ. Xì đây em thử đi. Nhưng anh em làm gì đến mức như nồi nó giống nhau. Không, nó giống là cái mỗi loại một kiểu. Cái cùng loại. Nó là như này, nhưng cái ruột, tức là cái ruột này tức là nhiều lúc nó rơi một phát, tức là cái ruột này nó bị móng cóc ra một tí, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cho con su này. Con su thì méo rồi nó ép xuống chặt. Ép nhưng mà tức là cái này nó mình ép cái này nó lâu thì nó về theo nó theo cái lối mòn. Cái này vừa sôi đúng không? Vừa đang sôi rồi.
bắt làm sôi rồi. Bắt đấy, thế nào, nó có sôi. Chưa, nó sôi nó sẽ mơ. Sôi rồi, bật cái tay đi. Hơi lên nó ào đi. Đấy, bây giờ sôi đấy. Nóng rồi đấy. Bỏ đây là bỏ tay bây giờ. Bắt không? Không bỏ được anh ạ, nó đang đóng rồi. Đợi tí. Đóng như thế nào? Rồi nó áp suất. Nó là nó áp suất khi anh nấu cháo là nó. Thì nó thế là quá trình nấu cơm nó không được ghế hết kìa. Cái xoong nhà tứ đi, mẹ tôi cứ nấu lúc cái thổ ghế. Không ghế, cái này không ghế. Không đổ cái xoong à, hay không đổ nó. Chứ không đổ thẳng đấy. Sôi, đã sôi đấy, đây này, đến rất là hơi dài này. Đấy. Nó chỉ nếu mà nó ra chỗ này thì nó bị hở này. Nếu mà ra chỗ này là chuẩn, rất chuẩn này. Bây giờ mình tắt đi thôi. Đó, ok, mình tắt đi. Anh nhìn thấy hơi lên không ạ? À? Anh nhìn thấy không? Hơi đấy. Đấy, thấy chưa? Anh đổi hết thế này thì gì? Có đổi cái gì, đổi một cái giông này, một cái lắp ông này. Bây giờ bảo là gặp lại người ta bây giờ bảo là bãi đồi này tức là trong quá trình anh chưa lại là người ta đổi hết đồ của anh. Bây giờ là em không làm được, anh là làm việc ngược lại. Thôi mà có tính quá thì thôi không lại đổi lại. Đó tức là nó sợ tức là cái người mua sau thôi, tức là mình bảo vệ quyền lợi cho cái người mua tiếp thôi. Nhưng bây giờ bảo là tôi tưởng ông phải lắp tôi mà làm là tôi phải lắp lung tung, miễn là tôi chọn cái tốt cho lắp. Ông cười. Là... em tức là nó phải theo cặp cái đã. Ừ. Cặp nhưng mà giờ vỡ cái hỏng thì phải lắp vào cái nó phải theo, nó phải theo cặp đó. Lúc đấy là mình phải tính khác. Thì đầu tiên là nó phải là xịn hết đấy. Cái đời này cái nồi nóng kín này. Cái này nó không cho mình mở đâu nha, tức là nó khóa cũng lại nha. Rút nó không cho mình mở đâu. Còn tức là mình mở tức là phải cửa bức nó đấy. Thế thì lúc cơm chín thì làm nào? Không, cơm chín thì tức là hơi cũng còn là tiêu chuẩn mở thôi. Cái vừa chín xong phát này mở được, muốn ăn sớm mở được, không nên mở luôn, chẳng hạn tức là cứ về ủ là anh mở được, nhưng còn bây giờ là cái này phải về lớp ủ mới mở được. Đúng rồi. Còn không bây giờ là mình phải tắt cường bức này, mình tắt cường bức tức là bình thường những cái nồi khác tức là nhấn một lần nó mở luôn, mà cái này phải là khoảng 3 giây đó cho mình mở. Ông phải về lớp ủ mới mở được. Đúng rồi. Đây này. Đấy thấy chưa, tắt hơi nó xì ra nhiều này, một lúc nó mới cho mình mở. Mà bây giờ lúc mà như này nha, nó không cho mình nấu lại đâu nha, tức là nó bây giờ nó đang bảo là áp suất cao, nhiệt độ cao, nó không cho mình nấu lại. Khi nào mất hết cái này này, mất cái chữ này này, cho mình nấu tiếp. Hơi đang nhiều mà, tức là nó cái này nó bảo vệ trẻ con thôi. Thế bây giờ nếu mà mất điện đột ngột thì làm nào? Mất điện đâu cần, tức là nó vẫn lưu lại cho mình mà, tức là có điện thì nó vẫn chảy thông chứ đi đấy. Xong cơm đang nấu bây giờ đang trường hợp này nó không bây giờ. Bật để có điện cái là nó để tự bật hay mình phải không, tức là nó vẫn lưu lại cho mình, tức là nó lưu lại, tức là nó nấu tiếp cái quá trình đấy. Đúng rồi, tức là anh ấy nói vâng. Là bây giờ mình đang nấu cơm nhá. Vâng, mất điện. Mất điện. Và có điện lại tức là nó vẫn nó không tắt đi mà nó vẫn lưu lại điện không? Không. Tức là để thế thôi. Nhưng mà theo em thì nên an toàn là anh cứ rút điện ra đi. Vâng, đi sửa như kiểu là giả sử như đang gọi ví dụ như là trường hợp bây giờ ông đang nấu. Vâng. Vô tình bây giờ rút điện ra đấy là bị cưỡng bức. Rồi. Hoặc là bị mất điện lưới. Thế sau đó thì có phải bật lại không? Không, không cần bật lại. Nó lưu lại cho mình luôn mà. Tức là cứ kệ nó là vâng. Có điện là nó lại tiếp tục. Vâng. Đấy, giờ bây giờ nóng lắm, này nóng. Đấy. Thế này giờ rửa xong. Nó xong kia là xong được chưa? Cái xong này chỉ hơn xong kia được. Nó nứt chưa? Nhau mà. Ừ đấy, thế mà cứ bảo đổi được không? Tức là không phải. Đây là chiều khách. Vấn đề là chỉ sợ là không may cái này nó trục trặc khách sau đấy. Đấy, thì tất nhiên là không vấn đề cả. Ví dụ là mình cảm thấy ok rồi thì không sao. Chúng là làm như này thì sao? Tức là mình sinh ra cái bệnh nó dối. Bây giờ bảo là có khách vào hỏi bảo là đã thay cái đồ gì chưa? Bảo là chưa thay thì không đúng đúng không? Bảo là cái chân của anh mua trước anh chọn cái này rồi. Xong mới là xong cũ là xong mới. Mới nào cái là sao mới tinh được, tức là người ta dùng bao nhiêu năm rồi, nó phải khác đi tí. Cái này nha, tức là nhiều nhà người ta là dùng sạch, tức là không bao giờ tràn lên trên này này. Tức là không bao giờ để thức ăn nó tràn trên này, thì cái này rất là sạch. Nhà còn tức là bây giờ người ta cần nấu cơm nó cứ tràn trên này này, thì để lâu cái này nó sẽ bị, tức là mình mà không vệ sinh nó sẽ bị bẩn đi. Thôi được rồi, nhất trí rồi. Bây giờ nó không cho mình sử dụng lại đâu nha, tức là khi nào cái này hết này, khi nào nó nguội hẳn. Thôi em viết cho anh cái giấy đi.